chơi. À, là. Mua chất dụng, mua điện thoại hư, mua vàng bạc đá quý, mua tủ lạnh hư, mua máy giặt. Đây yêu cầu mai mốt mình thí dụ như mà tên của mình hình ở đây nè ha, đó ba rửa sạch sẽ hết rồi. Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Ngày hôm qua thì Bùi Hồ có quay một cái đoạn clip để mà chia sẻ về cái cuộc sống của chú Tấn, một ông cụ nhặt ve chai trong đêm, để quay về cái cuộc sống thường nhật của chú cho cô bác quý anh chị biết. Và ngày hôm nay thì quay trở lại cái căn chòi cặp mái hiên của một người hàng xóm tốt bụng á, thì chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết thêm về cái cuộc sống hiện tại của chú ngay tại cái căn chòi này nha. Đây là cũng là một cái căn chòi khá là tạm bợ luôn, và thời gian tới nè, sắp mưa nắng tới thì không biết thì như thế nào. Hôm nay thì đến đây để chia sẻ về cái căn chòi của chú cho mọi người có thể biết được, cũng như là thay mặt Mạnh Thường Quân trao một cái số tiền để cho chú, cho cha để sửa lại cái căn chòi mới để tránh mưa tránh nắng. Bây giờ con sẽ đi tham quan rồi. Trước ha chú. Rồi. Đây là một cái căn chòi mới, là một căn chòi cũ nè mọi người. Nó bao nhiêu, cái này là bao nhiêu hả cha? Diện tích nó. Và cái này chu vi của nó là 8 mét. Dạ. Dài này từ đây đến đây 4 là mét. 4 mét. Ở trong đó là 2 mét. Trong đó 2 mét. Diện tích là 8 mét vuông. 8 mét vuông thôi mọi người. Diện tích là 8 mét vuông. Rồi che bằng cái mái ở trên này nè. Ở trên nó có mấy cái bánh xe nữa kìa. Mấy cái bánh xe chắc này cho lượm về hả? Đúng rồi, lượm về. Dặn lên để cho tôn không bị tróc đúng không? À. Mưa rồi nó không bị gió rồi nó không bị tóc lên. Đúng rồi. Mà không phải là tôn. Mấy tấm alu mà người ta làm dở dang người ta bỏ đó, lượm về. Dạ. Được 4 cái bánh xe. Bánh xe nó còn sử dụng được không? Bánh xe này mình đã bỏ rồi. Bỏ rồi. Ừ. Cái căn chòi này là mình cắt bao nhiêu năm rồi cha? Căn chòi này cắt đây cũng vậy là cũng gần 2 năm. 2 năm. 2 năm rồi. Ừ, 2 năm rồi. Có nghĩa là mình tận dụng được cái gì mình tận dụng. Ừ. Có khóa cửa được không? Khóa bằng cái này nè. Chỉ xích khóa vô đây. Dạ. Nhưng mà tài sản mình có gì quý không để cho những tên đạo xích cái đây đồ của mình? Nói tóm lại những cái gì nó cũng quý hết, nhưng mà có một cái á, sau này á, mình có làm á, thì mình cũng làm cửa này có ổ khóa lại đàng hoàng, là mấy tấm bay lùi là đó, che lên vậy đó, bị gãy rồi ha. Bị gãy luôn rồi hả? Gãy rồi. Trời ơi, này nó sụp xuống không? Ừ, sụp á chứ bây giờ. Bây giờ ba phải, chú phải làm, thấy không? Là làm chứ không phải không làm, phải làm, đó là vậy. Nói chung hôm nay là vô đây mình nhìn thấy mới thấy luôn. Đó. Ghê như mọi người, có cây kìa, bên kia thì có cây... Nối trúc, một là... bên kia thì có cây gỗ. Ở trên này thì mấy cái cây mấy cây sắt. Mấy cây sắt. Ở trên này cái phần này là alu. Ở trên là có tấm tôn nỉ, nhưng mà alu này là lượm hay là sao? Lượm không à, lượm không à. Nhưng mà ai bỏ tấm alu im như vậy? Thì đâu phải một ngày mà có được đâu, nhiều ngày. Nhiều ngày. Nhiều ngày thấy có mới lượm, chứ không phải là nó bỏ một lần như vậy đâu. Đó. Đây cũng là alu nữa nè. Đó, thấy không? Alu không? Dạ. Đó. Khủng khiếp quá vậy. Ừ. Thì ở An Giang chỉ có đặc biệt, chỉ có mình chú vậy thôi, chứ ngoài ra không có ai vậy đâu. Dạ. Gọi điện này là mình xài, mình chia, mình trả tiền. Cứ điện với nước mỗi tháng là 200. 200 điện nước? Điện nước 200. Sử dụng thoải mái. Vậy đó. Dạ, thì có nghĩa là mình sử dụng mình phải trả tiền. Đúng rồi. Nhưng mà chính xác. Con nghe nói là cô hàng xóm bây giờ là con ở. Con đây là quần áo. Quần áo, mỗi lần giặt xong là bỏ quần áo vô đây. Đó, rồi có mấy lông não nữa, nó không có kiến, nó không có cắn. Rồi bao bọc mấy cái này nè. Ví dụ nó có nhiễu mưa là nó không ướt vô. Đó là vậy. Mình đâu có nấu cơm gì ăn đúng không? Có nấu cái bếp lâu mới nấu. Lâu lâu thèm cái gì á, mình mua mình nấu. Dạ. Nó là như vậy. Đây cũng quần áo luôn. Dạ. Đó là vậy. Nhưng mà là sau đợt đi về Vĩnh Long vừa rồi đó. Thì cô hàng xóm coi được cái đoạn clip của cha đúng không? Đúng rồi. Thì cô có ngỏ ý như thế nào? Cô ngỏ ý là nói là cho chú ở cái miếng đất đó. Miếng đất nào? Miếng đất mà có cái nhà có cửa đó. Không cái ở chỗ cô hàng xóm ở chỗ này nè, hàng xóm ở đây á, là sau khi mà
được quay rồi đó. Cô hàng xóm thấy cái cảnh như vậy rồi hỏi ý con cái của người ta. Người ta nói là cho đồng ý cho chú ở những cái khoảng cách như vậy. Cũng bằng cái diện tích luôn. Bằng cái diện tích vậy đó. Thì người ta mới nói thôi kệ, ông có mình thôi. Thì con gia đình của tôi đó là cho ở như vậy. Nếu mà có mạnh thường quân nào á mà giúp đỡ cho anh á thì tụi tôi mừng đó. Là như vậy. Rồi cho ở có thời hạn gì không? Bây giờ thì cho luôn. Ừ. Ở chỗ này hả? Ừ. Ở chỗ này. Nó được có cái làm dễ làm ăn. Xe cộ để ngoài. Rồi đi làm về thì mở cửa ra. Mai mốt mà có sửa đó thì cái giường này ba nới vô đó đó. Dạ. Yeah. Này cái này là cái kệ chứ cái giường gì. Ừ. Đây nó cũng mà. Thì mình cũng nói là cái giường vậy thôi. Giờ lên trển ha. Cái cửa vẫn để về, cái cửa đằng cái. Ở đằng kia cũng có cái cửa nữa, mình để xe vô. Thì cái chỗ này mở cửa ra mình đi đường này. Chứ mình để xe vô đây mình đi chập. Nó là vậy á. Nhưng mà con nghĩ là người ta cho mình tráng nền được không? Có. Tao nói khi mà Mạnh Thường Quân mà đã giúp cho nó thì anh cứ quyệt anh làm, không có gì hết. Nhưng mà cái chuyện này mà nếu mà chú làm là chú tự chú phải làm cái nền trước đã. Còn cái chuyện kia là tính lên sắt này nọ rồi họ muốn thợ thầy đúng tôn đàng hoàng. Đó là vậy. Nếu mà sau này mới có gỡ ra mấy cái này ba tận dụng là chú tận dụng là để làm cái cửa. Cái này là toàn là nối mà lấy đồ lấy bộ không mà không có một cái đinh nữa đó. Thật sự là không có một cái đinh. Tại sao hồi xưa là sống trong rừng là làm nhà là toàn lấy dây bộ không à? Không có đinh luôn hả? Không có đinh. Thật sự không có một tờ đinh. Làm bất cứ gì cũng toàn là dây không. Bộ dây không? Đó là vậy. Kiểu là đi quân đội cũng quen rồi. Đó là như vậy. Mà nó nhưng nói mà một dây mà để mà buộc mà cho chắc là không phải chuyện đơn giản nha. Không phải chuyện đơn giản đâu, phải hiểu ra mới buộc. Mà buộc bằng cách nào mà nó có nhiều buộc và nhiều cách đó. Buộc khác nhau lắm. Chứ giỡn đâu. Nhiều khi buộc mà cái sức lực của nó còn bị gãy đó, con thấy không? Nè, nó gãy luôn rồi, thấy chưa? Nó không có cái này thì sao, thấy chưa? Nó gãy khúc đó mà còn cái này, còn kia buộc đó, thấy không? Nó cũng đỡ lắm chứ bây giờ. Thì cái này chỉ Long Xuyên đó, nó đúng là chỉ có mình chú thôi. Cá biệt. Ừ, vậy. Có bóp thì có tiền, còn tiền không? Không, bóp này bóp lụm cho chai. Bóp lụm cho chai. Là sao? Thì lụm đó mình khi nào mình để đó, khi có tiền mình để vô. Nhưng mà bóp này bóp lụm hả? Bóp lụm. Nhưng mà thấy đẹp quá cất. Còn bóp thiệt đâu? Bóp thiệt không có. Không có. Đâu có xe bóp. Giờ còn được nhiêu tiền? Đây. Có điện thoại mà của chị Mỹ Linh cho cũng đỡ buồn lắm. Đỡ chứ. Đỡ. Vậy hả? Ừ. Còn tiền quý mắc đâu cắt kỹ. Tiền quý không còn. Không còn nữa hả? Ừ. Tại mua đồ hết rồi. Mua gì rồi? Không cần mua gì đó, rồi. Đó. Mua ba cái đồ này để mình bán. À. Có nghĩa là tiền lớn là mua đồ để bán mua, lại hả? Mua. Mua đây nè. Mua đồ đây nè. Kinh doanh hả chị? Ừ. Mua bán mà. Này mua này nhiêu? Mua này là 300 á. Bán nhiêu? Bán từ 500 hoặc là 600. Mà có ai mua chưa? Chưa. Từ từ mình bán. Chứ đâu phải mua mình bán được liền đâu. Ở đây cũng vậy nữa nè. Đâu, cái đây. Có mua nhiêu? Cái này mua cái 400. Chuyển hướng từ chặt ve chai chuyển sang kinh doanh rồi. Cái này chỉ có 400 liền. Thôi. Dạ. Có 400 à. Tại mấy cái đồ này mình biết mà. Bán nhiêu? Nếu bán cũng khoảng cái chừng 500 chứ 400 về vốn trở lại. Sao mua thì mua 400, bán 400 mua làm chi? Thì nhiều lúc mình để có giá thì mình bán, còn muốn bán liền thì có người mua liền à. Mua liền. Thì mình mua mình biết là cái giá có lời rồi đó, nhưng mà vẫn mua. Vậy là hổm gài đó. Là Mạnh Thường Quân cho tiền là mua đó. Đồ để mà để vào mình dành vốn kinh doanh. Đúng, đây đồ nữa nè, cũng đó. Mua nữa nè. Cái đèn này nhiêu? Đèn này có 15-20 ngàn thôi. Ừ. Đồ cũng nhiều lắm, rồi còn đây nữa nè.
túi sách đồ đó nè, rồi cái này mua ở mua rồi lấy cái này đồ đi mua nữa nè. Này giao được đó không? Đồ nghề đó, giao đó, đồ nghề đó, đồ nghề. Đồ nghề đó. Thế không biết còn win không đây. Đó còn. Rồi giao đi. Giao mua sao? Này là mơ bút chuyển nghề đúng không? Chuyển nghề đó. Nè nó nè. Rồi, cho giao coi. Còn sử dụng được không? Còn sử dụng cái này mua nhiêu? Mua cái này có 80 à. 80. Bán lại 800. Không, đồ cũ. Đồ cũ. Đồ. Cái này không có bán, cái này đồ nghề. Ôi trời ơi. À. Rồi mở nè. Cái nào mở? Này mở nè. Mở. Giờ thâu. Để vô, để vô. Nó bị hư cái này là chắc. Rồi. Hello. Mua dây chai, mua tivi, mua tủ lạnh, mua đồng hồ cũ, mua điện thoại hư. Rồi đâu? À, để coi nó lên lại coi. Lay. Lay hả? Bấm lại hả? Rồi này hết rồi. Hello anh. Nói. Alo. Cái này nó. Alo. Chắc này nó bị hư cái này nè. Một lần rao được mà, một lần bấm lên cái rao được ngon lắm. Rồi bây giờ mình chưa. Cái này là chỉ có cái này mới đúng. Ở dây kho nè, nè. Ở kho. Nó hư mẹ rồi. Rồi. Mua dây chai, mua phế liệu, mua đồng hồ cũ, mua vàng bạc đá quý, mua điện thoại hư. Rồi. Lên. Đó. Mua dây chai. Đó. Phế liệu, mua đồng hồ cũ. Cái này nó bị hư rồi đó. Mua điện thoại hư. Lại, bây giờ mình làm lại nha. Ừ. Mua dây chai. Mua dây chai, mua sắt dụng, mua điện thoại hư, mua vàng bạc đá quý, mua tủ lạnh hư, mua máy giặt. Rồi. Mua dây chai. Mua sắt dụng, mua điện thoại hư, mua vàng bạc đá quý, mua tủ lạnh hư, mua máy giặt. Mua gì mua dữ vậy? Thì mình cứ rao đụng cái gì thì mua cái đó. Chứ mình rao vậy đâu. Mua dây chai. Đó. Mua sắt dụng. Mua điện thoại. Cái này phải sửa lại rồi. Sửa lại rồi. Mua gì mua tấm máy giặt chứ vậy? Máy giặt hư á. Ủa sao không nói máy giặt hư? Nó tưởng nó là máy giặt. Có tiền mua máy giặt thì đó. Thì cũng phải tích góp tiền bạc mua chứ. Óp đi. Đó là chắc hả? Yeah. Mua dây chai, mua sắt dụng. Không, cái này phải sửa lại nó rồi. Mua vàng bạc đá quý. Còn không chắc phải đem cái này lên coi mình đổi nó lại. Mua dây chai. Ừ. Mua dây chai. Tắt rồi. Tắt ở đây nè. Tắt ở đây nè. Đó, tắt ở đây. Rồi. Đúng quá, phải sửa. Vậy là đầu tư làm ăn là công trình này nó khoảng vốn ban đầu điều lệ là nhiêu? Nếu mà làm ăn thì vốn thì không biết bao nhiêu thiệt. Tỷ nhưng mà tỷ quá nhiều. Nửa tỷ. Chừng 1-2 triệu là được rồi. Đâu cần vậy nhiều. 1-2 triệu tôi bán cái tủ lạnh 60 triệu cho mua 1-2 triệu. Nhưng mà tủ lạnh mình mua cao lắm chừng 100 ngàn nhiêu. 100 ngàn, 200 ngàn thôi. Bán cái lốc gỡ lốc ra bán. Còn cái tủ lạnh mình bán ai cần xài cái gì đó. Người ta nhắn tin vào mình đem tới. Mình bán có nhiêu, có 250 một cái. Cái bán cái lốc nó sửa lại. Đó là bình thường vậy đó. Ừ. Làm ăn dữ luôn á. Ừ. Khởi nghiệp lúc 76 tuổi. Ông vừa lụm mà vừa mua. Hiểu không? Vừa lụm. Mình giao thêm câu nữa. Đúng. Lụm. Ai ra chai. Lụm ra chai, cho ra chai, mua phế liệu. Nó đúng ra, thật sự ra là mình cũng mua ra chai nữa. Mua cái đồ gì mình đâu cần đấy. Bởi vì Mỹ Linh mới nói bà là, bà đừng có đi lấy nữa, ba đi buôn bán đi. Rồi còn cái nói là trời lượm gì đâu, cái hũ cốt đâu. Hũ cốt. Đây nè, hũ cốt nằm đâu à? Đây nè. Đó, hũ cốt đây. Lúc nào cũng, lúc nào cũng ăn. Đó. Đây, hũ cốt. Mai mốt mình thí dụ như mà tên của mình hình ở đây nè ha. Đó. Ba rửa sạch sẽ hết rồi. Bằng đá luôn á, vô giỡn đó. Nó bằng đá đó. Đây là lụm ở đâu? Đi lụm mấy ngoài đường đó. Cái này tính ra mua mấy triệu rồi giỡn.
mà mình chết mình cũng có cái, mình chết mình cũng có cái nhà, phải không? Sống thì đã chưa có rồi, chết nhưng mà hy vọng chết là có được cái nhà. Mà nhà thì nhà tốt luôn á, nhà bằng đá luôn, đá quý luôn á, nhưng mà giỡn đó. Đó. Đẹp lắm. À. Đúng là ông cũng chuẩn bị giữ thì. Ừ. Thì chỉ có cái vậy thôi à. Vì cái ước mơ của mình là cái nhà đơn sơ, còn chết thì đã có rồi, khỏi. Cái nhà chưa chuẩn bị không được, chuẩn bị cái hũ cốt. À. Vậy nhưng mà cái hũ cốt này là làm được nhiều lắm đó. Cái thứ nhất là nếu người ta có tâm thì làm được phước, thì giúp đỡ cho những người khốn khổ. Sao? Còn mình nghèo thì mình giúp được cái gì? Giúp cho những cái lời nói, những cái gì? Cái lời nói chân thật để người ta hiểu được, để người ta bước tới cái con đường cuộc sống của người ta vậy đó. Và chỉ có vậy không à, chứ chả có cái gì. Đây là sống bằng sự thật. Đúng rồi, chứ thì chẳng đem lại được gì, chỉ có tội và phước thôi. Rồi, tội và phước, đúng gì. Chứ không có đem được gì ngoài đó. Hai bàn tay nữa. Nhưng mà cái nghèo, cái giàu đối với ba rất là quan trọng. Nhưng mà trước tiên ba chỉ nói về cái bản thân của ba thôi, của chú thôi. Có nghĩa là chết lúc nào chú cũng gần kề bên cái này. Để làm gì? Là mình đã mãn nguyện là mình có cái nhà rồi đó. Hiểu không? Mình có cái nhà rồi. Mà cái nhà đó là nhà thật sự. Tại trước mắt mình sờ rờ ra, thấy không? Những cái người chết ai cũng có cái cốt hết rồi. Không có hả? Có nhiều người chết đâu có cốt đâu. Tội người ta. Mà mình sống sao mình không lo cho mình. Nó tầm thường nhưng mà nó rất là quý. Giờ biểu ba đi mua, lấy tiền đi mua, dễ gì ba mua được. Đúng không? Không mua được. Thì coi như mình lượm được cái nhà đi. Rồi mình về, cũng như là trời cho rồi đó. Trời cho mình cái cốt. Đó là nó nhặt được ở đâu? Nhặt được cái chỗ mà đường Lý Thái Tổ. Lúc đó khoảng cỡ chừng 11 giờ rưỡi đó. Khuya đó hả? Ờ, giờ khuya đó. Nhưng mà khi ba lượm thì nó đúng ra ba nhìn vô là ba mừng lắm. Ba đầu óc, chú đầu óc suy nghĩ liền. Rồi, có cái này là mừng rồi đó. Là yên tâm, không có gì hết. Rồi sau này mình có chết đi nữa là cũng khỏe. Nhưng mà nhặt ở ngoài đường hả? Nhặt ngoài đường. Có khi nào là người ta... Đúng, thì cái cốt của người ta rồi người ta không xài. Người ta sử dụng rồi đúng không? Ờ, đi dục ra ngoài. Có nghĩa là người ta có thể là cái phần cốt này người ta đã sử dụng rồi. Đúng rồi. Người ta bán nhà. Người ta một là bán nhà, hay còn hai là người ta đã... Đúng, đúng, đã ý nghĩa của chú. Ờ, cái cốt này người ta đã rồi rồi. Ý của chú là nghĩ rằng là cái cốt này là người ta đã bán nhà rồi, người ta bỏ ra ngoài cái cốt này đi. Người ta không mang theo nữa, ta không có tôn thờ nữa. Theo chú là nghĩ như vậy. Mà lúc mà khi mà mở cái cốt này ra, trong này không có cái gì hết á. Có mà, người ta xong rồi. Có thể mà có chăng đi nữa, thì chú cũng lấy cái phần cốt đó, cũng xin hỏi người ta đàng hoàng, rải cho người ta. Nhưng mà mở ra thì không có. Lúc đó trên nó có hình ảnh gì không? Không, không có hình ảnh luôn. Có nghĩa là cái này là đã xong rồi đó. Thì sống trên đời này cũng như là mình tự nhiên mình đi đâu đó, cái tự nhiên mình lượm được số tiền cũng vậy, cũng như ba cũng vậy. Đi đâu cái tự nhiên cũng có người ủng hộ cho ba được cái nhà như vậy nè, thấy không? Thì đó, mình ba cứ nghĩ vậy thôi. Không, mà thật sự đây là cái tâm của ba đã nghĩ như vậy đó. Nhưng ngoài ra ba không có... Chú không có nghĩ một cái gì hết. Đi đâu, ở đâu cũng mang theo. Thì cái người bên này nói đúng là họ cũng hiểu rồi. Mà nhiều khi uống cà phê, ngồi uống cà phê chọc chọc chơi. Tôi sau này có chết ha. Bằng Hiền thương tôi là lấy cái cốt về bỏ vô cái cốt này tôi. Bỏ rồi để đâu cũng được, miễn ở đâu cũng được là tôi có cái nhà rồi đó. Giờ để ngoài đường cũng được đó. Là mình có cái nhà rồi. Mà bất cứ để ở đâu, ngoài đường hay ngay chỗ muối ông địa, muối ông thần gì cũng được, là mình đã có cái nhà rồi, thấy không? Đó là vậy, ý của chú là vậy đó. Nhưng mà là không có nghĩ một điều gì. Mà đây là sự thật. Sự thật là khi trước khi cái tuổi của mình nó cũng đã sắp rồi. Sắp rồi. Rồi thôi cho để lên đi để hả? Cái đó nó ấy nó hồi nữa. Cái mốt đó nó bị thụng xuống. Ừ.
Nên mai chắc ba cũng chùi rửa nữa, sạch sẽ bỏ vô với bao. Cứ chùi rửa lại, mà công nhận cái này đẹp lắm. Bây giờ có tiền, chưa chắc cứ mua. Ừ, chưa chắc mua được đâu. Gạo á. Tâm sự với người ta đó, thì nói á, thì cái hũ cốt này nó không phải tầm thường nha, nó cũng có trên là mười mấy triệu, có thể trên cả chục triệu luôn á, như người ta nói vậy đó. Chứ mà giỡn đâu, đẹp cực kỳ luôn. Thì sau này không chừng ba giàu luôn, chứ mà giỡn giàu luôn á, như vậy. Kiếp này nó nghèo quá, rồi tôi chồng vợ luôn, như vậy đó. Có 102, thật sự luôn. Nói cho vui vẻ chứ thật sự là cuộc sống mà. Con phải hiểu là cái gì cũng vậy. Cái bước con người của mình mà khi mà đã về xế chiều thì cái gì cũng tận dụng để lo đó, thấy không? Từ cái áo, cái quần, cái tiền, cái bạc, cái gì cũng hạch tiện hạch tặng. Được cái không có đánh số, không có chơi số đời. Dứt khoát từ nhỏ tới lớn là như vậy. Không có sa ngã vào cờ bạc. Không có sa ngã vào cờ bạc đâu. Đó là như vậy. Vậy là quá tốt rồi. Ừ. Không rượu chè, không cờ bạc. Thì đó con. Con cứ nghĩ đi. Con cứ nghĩ đi, như thế nào là biết liền rồi. Thấy không? Dạ. Ừ. Tay chân hồng hào, tuổi như vậy là biết rồi. Rất là thoải mái cuộc đời của mình. Dạ. Như vậy là cái căn nhà này nó cũng đã tới tuổi rồi. Và đến cái thời điểm chín mùi để mà cần phải sửa lại. Thì hôm nay thì nghe tin được rằng là cái cô hàng xóm kế bên cho sửa lại cái phần nhà đó nha. Thì cũng đây là một cái tin vui cho cha, vì đâu đó rằng mình có một cái nơi để mà trú mưa trú nắng nó an toàn hơn. Đúng rồi. Thứ hai là vào những ngày mưa bão thì nó không có bị phòng lo sợ vì cái sự yếu ớt của căn nhà, mà đôi khi mình ngủ nhầm khi nó sập mình không hay nữa. Tại đa số cái căn chòi này nó gọi là căn chòi đúng hơn cô bác anh chị, nó tạm bợ lắm. Ngay cả cái phần này nè, cái phần mà cái giường ngủ thì nó cũng rất là tạm bợ luôn. Thì thôi bây giờ hôm nay á thì biết được như vậy á thì có hai mạnh thường quân hỗ trợ cho cha. Một chị giấu tên ở Mỹ gửi $500 với số tiền là 11.620.000 đồng, và một chị ở Đài Loan gửi cho cha 2.500.000 đồng, nói là để mua đồ. Chị ở Đài Loan gửi 2.500.000 đồng, nói là để mua quần áo, tại vì thấy cha thấy rất là tội. 2.500.000 đồng, chị này cũng giấu tên luôn à. Thì từ phần một chị giấu tên ở Mỹ là 11.620.000 đồng, với lại một chị ở Đài Loan 2.500.000 đồng, thì hôm nay thì con cũng như là 11.620.000 đồng á, thì con gửi cho cha là 12 triệu, với lại một chị kia là 2.500.000 đồng, nữa là 14.500.000 đồng để mình sửa sang lại cái căn nhà ha. Này con, tại con cầm một máy nên cha điểm lại giùm con ha. Rồi. Nhiêu chưa? 14.5 triệu. 14.500.000 đồng. Đúng. Chính dạ. Thì ngoài cái số tiền đó thì hôm nay có một cái nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh đó, là một cái sản phẩm dành cho những người như là viêm gan nè, rồi sơ gan nè, uống nhiều bia rượu á, gửi cho cha cái phần quà này. Đây là nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh. Yeah. Thì cái phần quà này đó thì nó sẽ có là những như là trà nè, trà giải độc gan ha cha. Uống trà đó ha, mình nấu trà uống. Nó pha giống như nó là trà túi lọc á. Trà da leo đúng không? Hiểu rồi. Thì mà những cái viên uống đây là trà ha. Nè. Còn có những cái đây là những cái viên uống của nó để nó bổ sung vitamin khoáng chất á. Đó cho cha. Rồi. Còn đây là cái viên uống giải độc gan Tuệ Linh. Tại mình đôi khi thì chức năng gan nó làm việc hơi nhiều đó. Mà uống là uống sao con? Cái hộp này thì 60 viên nó có trong đây hết Hỗ trợ giải độc gan, tăng cường chức năng gan, viêm gan, sơ gan đó. Uống nhiều bia rượu và thuốc có hại cho sức khỏe. Thì mình sẽ uống cái này theo công dụng của nó ha. Dạ, thì ở trong này nó có công dụng hết. Nên cái này thì cũng uy tín lắm. Trên thị trường lắm. Có tuổi đời hơn 20 năm nên cha cứ an tâm. Ok. Lựa chọn những cái sản phẩm mà nó đồng hành với nó. Rồi. Nó phải đảm bảo được cái chất lượng. Ừ. Này là tặng cho cha để dự rồi. Rồi. Có trà, rồi thuốc hỗ trợ chức năng gan, rồi thuốc giải độc gan ở trong này luôn. Rồi. Dạ.
À, cha có muốn nói là nè, tất cả những cái sản phẩm của những người mạnh thường quân á đã trao tận tay những cái số như vậy, thật sự là rất quý, rất mừng. Nay mai thì cái cuộc sống của mình cũng trở thành cũng đỡ vất vả hơn trước, đỡ nhiều lắm, đỡ rất nhiều, làm lại được cái chỗ ở là mừng. À, rất là vui mừng mạnh thường quân đã tạo cho một cái cuộc sống, một cái mái ấm nhỏ nhỏ như vậy là rất mừng lắm. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn, rất là cảm ơn. Cảm ơn luôn nhãn hàng của rồi cảm ơn luôn cái người tài trợ của bên công ty á, tài trợ cho một cái thuốc uống để mà giải độc gan này đó, đây là ha, giải độc gan này đó, cũng rất là cảm ơn rất nhiều. Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân đã hỗ trợ đồng hành cùng với Bùi Hồ trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn hai mạnh thường quân giấu tên đã gửi cái phần quà rất là lớn có giá trị về mặt tinh thần cũng như là vật chất cho chú Tuấn để có thể sửa sang lại căn nhà, để có thể có nơi trú mưa trú nắng an toàn. Và xin chân thành cảm ơn nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh đã đồng hành với lại Bùi Hồ trong đoạn video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chắc có lẽ Bùi Hồ xin kết thúc video tại đây và sẽ sớm quay lại với cái cuộc sống của chú Tuấn, một ông cụ Nhật phê trai ngủ trong một cái căn chòi như thế này, mà thời gian tới thì nó sẽ đổi khác hơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau. Bye.